Sự thật về tình hình hiện tại của Đàm Trúc vừa được một TikToker người Việt đang ở Trung Quốc hé lộ toàn bộ. Chi tiết khiến dân tình hoang mang là người này khẳng định Đàm Trúc đào mỏ mèo béo là có qua trường lớp, chiến lược bài bản, có quy mô. Những ngày qua, thông tin vụ việc ở Trung Quốc về chuyện tình của mèo béo và Đàm Trúc có thể nói là đề tài được cư dân mạng tại đất nước này quan tâm bậc nhất. Không những thế, tại Việt Nam, câu chuyện của mèo béo cũng hot không kém. Hàng loạt những lời chỉ trích, ném đá gay gắt đã bị dân mạng thẳng mặt hướng về Đàm Trúc, thương tiếc cho sự ra đi đầy uất ức của chàng trai 21 tuổi mèo béo. Sau khi lên tiếng xin lỗi và cầu xin dân mạng tha cho đường sống, thì Đàm Trúc vẫn không nhận được những phản hồi tích cực hơn. Cô tiếp tục bị tố ngụy biện, đun đẩy lý do và xin lỗi không thành tâm. Tình trạng của cô hiện tại cũng khiến netizen Việt hết sức quan tâm. Mới đây, một TikToker người Việt đang sống ở Trung đã lên tiếng phơi bày toàn bộ những tình tiết đang diễn ra tại đất nước tỷ dân này. Theo đó, khi nhận về nhiều thắc mắc Đàm Trúc hiện đang ra sao ở Trung sau vụ việc mèo béo, TikToker Mai ở China đã cập nhật đầy đủ. Cô cho biết Đàm Trúc như thế nào, Mai biết mọi người đang rất tò mò. Về những đoạn clip Đàm Trúc bị tác động vật lý thì đây là clip không chính xác. Dù mọi người ai cũng mong đây là thật bởi Đàm Trúc đang nhận về sự uất hận lớn. Về việc Đàm Trúc có bị tẩy chay hay không thì chắc chắn là có rồi. Ở Trung Quốc, ai nghe xem câu chuyện này thì cũng hết sức phẫn nộ. Tại nước này nếu bị tẩy chay thì cũng rất khó khăn trong công việc. Vấn đề nữa là có vào trại hay chưa, vào trại hay không thì cũng phải có thời gian phán xử chứ không phải 1 đến 2 ngày như mọi người nghĩ đâu. Hiện tại tất cả chứng cứ cập nhật thì chị gái của bạn Nam cũng đã công bố cho cộng đồng mạng bên Trung, nộp hồ sơ cho bên luật sư rồi. Cuối cùng bạn Trúc cũng đã lên tiếng xin lỗi, trách móc bản thân, trách luôn cả mèo béo vì sao ra đi để lại nỗi khổ như thế này. Rất nhiều lời than trách nhưng cộng đồng mạng không ai bênh vực lời nói của Đàm Trúc. Thật sự Đàm Trúc đào mỏ theo kiểu khóa học, có qua đào tạo rồi, rất chuyên nghiệp. Đây cũng là ca đào mỏ bình thường, tại bên Trung còn có nhiều sự vụ kinh khủng hơn. Khi nghe những câu chuyện khác thì mọi người chắc chắn còn sốc hơn. Bởi sự việc này hơi đặc biệt nên ở Việt Nam mới quan tâm. Những chia sẻ của TikToker Mai ở China khiến netizen Việt đồng loạt bàng hoàng, hơn nữa là càng thêm phẫn nộ đến Đàm Trúc. Sau khi mèo béo ra đi, chị gái của anh cũng đã có lời bóc trần. Người chị cho biết, trong thời gian yêu nhau, chàng trai đã liên tục làm việc chăm chỉ 15 tiếng ngày, không dám ăn ngon, mua sắm. Toàn bộ số tiền mà chàng trai này kiếm được đều được chuyển thẳng tới bạn gái trên danh nghĩa quà tự nguyện để cô thoải mái đi du lịch, mua sắm, ăn tiêu trong suốt 2 năm bên nhau. Tuy nhiên, đáp lại sự nỗ lực của mèo béo, cô bạn gái đã bất ngờ nói lời chia tay chỉ 1 tháng trước kế hoạch đăng ký kết hôn của cả hai. Do nhiều lần níu kéo không được, mèo béo đã đưa ra quyết định dại dột. Trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, mèo béo đã viết trên mạng, tôi không muốn ăn đồ ăn 10 tệ, 35.000 đồng, tôi muốn ăn McDonald's. Xót xa cho câu chuyện của chàng trai lụy tình, nhiều cư dân mạng đã mua và gửi đồ ăn nhanh, trà sữa, bánh mì, hoa gửi đến địa điểm mà cậu thanh niên sinh năm 2003 ra đi.